du lịch Vũng Tàu, tại sao chọn khách sạn Nguyễn Hoàng? Khách sạn Nguyễn Hoàng nằm trên giao lộ chính từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu, ngay vùng binh Paradise, đi bộ ra biển chưa đầy 8 phút. Vị trí đắc địa thuộc khu du lịch Bãi Sau Vũng Tàu. Tại khách sạn 1 sao Nguyễn Hoàng, chúng tôi quan tâm đến giấc ngủ của bạn. Tất cả các phòng đều được trang bị nệm cao su kim đan bảo vệ sức khỏe. Chăn ga gối hàng cao cấp, mềm mịn, mới và sạch sẽ. Đặc biệt hệ thống cách âm cực tốt để đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối. Khách sạn có thang máy, tầng hầm để xe ô tô và xe máy miễn phí cùng với rất nhiều tiện ích được miễn phí khác. Với mức giá sinh viên mà chất lượng dịch vụ lại vượt trội. Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn tốt nhất và tiết kiệm nhất để kỳ nghỉ tại Vũng Tàu của bạn thêm trọn vẹn.